Ông Donald Trump không tin các đồng minh sẽ tôn trọng cam kết và NATO sẽ không đến giải cứu trong trường hợp Mỹ bị tấn công. Theo Điều 5 của Hiến chương NATO, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một quốc gia trong khối sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn thành viên NATO. Chúng ta đang trả tiền cho NATO, nhưng chúng ta sẽ không thu lại nhiều từ đó. Tôi ghét phải nói điều này về NATO, nhưng nếu chúng ta cần sự giúp đỡ của họ chẳng hạn như chúng ta bị tấn công, tôi không tin họ sẽ ở đó. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump nói trước đám đông ủng hộ tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Las Vegas của bang Nevada hôm 27 tháng 1. Ông Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu kể cả khi ông còn là tổng thống và sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Vào năm 2017, ông Trump từng có tuyên bố gây tranh cãi khi nói NATO lỗi thời. Sau đó, ông liên tục chỉ trích Đức và các đồng minh khác trong NATO vì không chi tiêu đủ cho lĩnh vực quốc phòng. Thậm chí, ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong một bài phát biểu vào năm 2023, ông Trump từng nói Mỹ đang không có đạn dược cho riêng mình, nhưng lại cho đi rất nhiều. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhắc tới việc ông sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và thiết lập nền hòa bình trong khu vực nếu như tái đắc cử. Song, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định tuyên bố của ông Trump là phi thực tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.